quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Minh Hằng tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu gái tại biệt thự triệu đô. Dù nữ ca sĩ bận rộn với việc hoàn thành các dự án dịp cuối năm, nhưng vẫn dành thời gian tạo niềm vui đầu đời cho cháu gái. Cũng như các nghệ sĩ khác, Minh Hằng thời gian này tất bật hoàn thành các dự án của năm 2019 và bắt đầu thực hiện kế hoạch của 2020. Cô vừa khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vai trò nhà sản xuất web drama sắp được bấm máy và mở cuộc tuyển chọn diễn viên. Minh Hằng kết hợp cùng Huỳnh Đập để tìm ra những gương mặt trẻ. Tiệc sinh nhật đầy sắc hồng của cháu cưng nhà Minh Hằng. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, em dâu nữ ca sĩ đã chia sẻ khá nhiều hình ảnh trong buổi tiệc của cháu gái Minh Hằng. Cụ thể, bé Bảo Nghi vừa tròn 1 tuổi và cả gia đình đã bày biện trang chiếu hành tráng tại căn biệt thự để đánh dấu cột mốc đầu đời cho nhóc tì. Theo đó, các hình ảnh qua từng tháng tuổi của nhân vật chính, hàng trăm quả bong bóng và hoa tươi được trang trí tại phòng khách. Ở căn biệt thự của Minh Hằng, như tiết lộ của người thân, thì dù đang rất bận rộn, nhưng nữ ca sĩ vẫn dành thời gian ngồi thổi từng quả bong bóng để chuẩn bị tiệc cho cháu đầu lòng. Minh Hằng diện váy xinh xắn trong tiệc sinh nhật Bảo Nghi. Bảo Nghi được tặng cả tiền tại sinh nhật 1 tuổi. Mẹ ruột nữ ca sĩ ôm cháu nội. Người đẹp cười thả ga trong ngày vui của gia đình. Minh Hằng diện bikini quyến rũ bên Khả Ngân. Nữ diễn viên gọi giấc mơ về cũng được nhận xét là một mỹ nhân không tuổi của làng giải trí Việt. Dù đã ngoài 30, nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc quyến rũ trẻ trung, không thua kém gì các đàn em. Đặc biệt, Minh Hằng cũng thường xuyên diện bikini gợi cảm, khoe vóc dáng thon gọn sau thời gian chăm chỉ đến phòng tập gym. Phòng eo con kiến của cô càng làm bao mỹ nhân khác ghen tị. Trải qua những khó khăn ở tuổi thơ, Minh Hằng giờ đây đã có cuộc sống sung túc. Khi trở thành người nổi tiếng và là cái tên hot trong làng giải trí Việt, nhiều người mong ngóng cô chia sẻ về bạn trai cũng như kế hoạch kết hôn trong năm mới.